Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình phát hiện một cái lỗ mội nha các bạn. Đây nè, cái lỗ mội rất là khủng nha các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Bên đó cá nó nghe cá nó ấy rất là nhiều trong đây nha các bạn. Đây, đây là, cũng là một cái lỗ nha. Cái lỗ này có người ta đào rồi nha các bạn. Đây nè. Đó, thấy không? Bên này rất là nhiều đầu cá lóc nha các bạn. Rất là nhiều đầu cá lóc nó dũi vô mé bờ rồi các bạn. Wow, thấy không? Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tát nó nha các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ tát từ cái lỗ này nha. Múc nước mình truyền qua bên kia nha các bạn. Úc ơi, có dấu con rắn không ơi? Có dấu con rắn nha. Tôi thấy dấu rắn. Có nhiêu nước đâu, vài chục xô. Vài chục xô. Sâu lắm rồi. Sâu dưới thẳng trời. Sâu dưới. Tắt chỗ nào? Chỗ đó. Bây giờ nước đã bắt đầu cạn rồi nha các bạn ơi. Nè, các bạn xem nha. Nó cũng như cái hang động vậy nha các bạn. Đây nè. Quá trời hang nào hang nấy quá trời luôn nha các bạn ơi. Đây. Các bạn thấy nha, rất là sâu nha các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mò nó nha. Giờ bắt đầu dẹp bên cái lỗ bên đây trước nha các bạn ơi. Nó quá sâu rồi. Nhập vượt đụng cái gì đi lên hả? Bông gần giống giờ sẽ lóc lại. Giờ 4-5 cái lỗ. Quá trời. Con nước thấy nước lên. Nước xuống hàng đỉ dưới.
bên kia không? Gì? Có qua bên hang bên đây nè. Nó xuống đây nè. Đâu rồi? Đây nè. Quý, quý không đâu. Hèn chi nãy giờ nó kêu hoài. Kêu ổn, ổn, ổn. Trốn. Trốn ra kêu. Ai biết thế hút đi. Con, hai con hả? Cá lóc mẹ, cá lóc con. Con mẹ con. Dữ rồi. Rồi. Quá trời. Có chỗ. Chưa. Xuống lỗ bên kia coi còn lỗ bên đây nữa. Lỗ ngay đây nè. Cái gì vậy? Ủa, cá lóc cái gì đó? Hả? Cá lóc cái gì đụng vô cái ăn đó? Nó chạy đâu vô vòng vòng đó. Hả? Ủa cô. Nó cứ ngã nó xuống không được đâu. Ủa? Nó chạy qua bên anh là lụm. Hả? Hết đụng phải không? Trốn đâu đó. Còn con cá lóc đây đó. Đụng cái chỗ này. Cá lóc. Cá lóc cũng bự lắm đó. Hả? Nó chạy ra cái hang bên kia á. Nó đụng do nè. Đâu rồi? Con ơi. Dở lên cao lên không? Đó. Quá khủng. Em như đây đi. Em nhảy cho lại hết bắt. Được chưa?
Dở dở cái kia ra. Vậy mà có ít kìa. Vậy mà ít ha. Dù có. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Chắc. Gì? Ê, cây kiển. Cây đó 50 triệu. Cây kiển ngàn năm. Cây kiển. Cây đó chỉ giá. Chết nước ra dịp. Đi cái đám rừng. Rừng Long Đức này. Đây nha các bạn ơi, về tới nhà nha các bạn. Thì cá lóc này rất là khủng nha các bạn. Đây nè, xong cái lỗ mồi đầu tiên mình bắt đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Rất là to nha.